20 tháng 9 năm 2023 tại hội chợ phiên đấu giá bò Kobe Nhật Bản, Hiệp hội bò Kobe chọn được hai qua hậu bò Kobe xuất sắc nhất để đưa về Việt Nam tại nhà hàng Golden ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giấy chứng nhận đạt giải thưởng danh giá nhất và là lần đầu tiên Việt Nam chọn mua được hai qua hậu bò Kobe đặc sắc nhất tại phiên đấu giá này.